chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng mình cùng học bạn nhân 2 nhé. Bạn nhân 2. 2 nhân 1 bằng 2. 2 chú khủng long. 2 nhân 2 bằng 4. 4 chú khỉ con. 2 nhân 3 bằng 6. 6 chú hươu cao cổ. 2 nhân 4 bằng 8. 8 chú chim lon. 2 nhân 5 bằng 10. 10 chú gà con. 2 nhân 6 bằng 12. 12 chú lợn con. 2 nhân 7 bằng 14. 14 chú thỏ. 2 nhân 8 bằng 16. 16 chú chim cánh cụt. 2 nhân 9 bằng 18. 18 con hổ. 2 nhân 10 bằng 20. 20 chú chuột. Chúng mình đã học xong bạn nhân 2 rồi đấy các bạn ạ. Đăng Quang xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.